Điều đặc biệt là những suất ăn này do chính đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện tự nguyện trích tiền túi để quyên góp. Bên cạnh có những thời điểm nhận được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, suất ăn miễn phí trưa ngày 27 tháng 10 là bún thịt nướng với 95 phần, kèm theo một chai nước sâm hay nha đam cho mỗi người. Ngày bữa nay mấy cô ở ngoài từ thiện vô cho ăn rất là ngon. Dạ, cũng thường là thứ tư, thứ năm vậy đó, là cứ cho được một miễn phí. Nhiều khi giấc trưa mấy cô cũng cho trái cây, bữa thì cho ổi, có bữa cho chuối, bữa thì cho quýt vậy đó. Với bà Dung, những suất ăn miễn phí của bệnh viện không đơn thuần giúp bà có một bữa no, bớt đi một phần chi phí khi nằm viện điều trị, mà còn cho thấy sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của bệnh viện dành cho bệnh nhân. Hoạt động cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại khoa ung bướu bệnh viện Từ Dũ đã duy trì nhiều năm qua. Mỗi tuần sẽ có một buổi trưa phát suất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại đây. Suất ăn đa dạng từ bún thịt nướng, bún riêu, nui, phở, v.v. kèm với các món tráng miệng như trái cây, nước sâm, nước nha đam. Thì nói chung là người ta hỗ trợ mình được gì thì mình giúp hết cho người bệnh tất cả những gì mình có thể. Thì nói chung là ăn thì nói chung là ta cũng khen ngon, tại vì căng tin mình nấu thì trước khi ấy là tụi chị cũng giải thích không có mua ngoài, là nói chung là đặt ở trong bệnh viện thì an toàn cho mấy cô cứ an tâm. Căn cứ vào số lượng bệnh nhân có mặt tại khoa, bếp ăn bệnh viện sẽ nấu tương ứng. Trong trường hợp suất ăn có dư thì sẽ phân phát cho người nhà. Những suất ăn như thế này không chỉ góp phần giúp các bệnh nhân vững tâm trên hành trình chống lại bệnh tật, mà còn thể hiện truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.